U23 Việt Nam, những điệp khúc đem đến cảm xúc bất tận cho người hâm mộ. Tất nhiên là Thường Châu, là vòng chung kết U23 châu Á vốn đã trở thành biên niên sử, hết sức tự hào cho các cổ động viên. Nhưng cũng là một U23 Việt Nam khác với thế hệ của những người đàn em. Danh hiệu họ giành được không đem đến sức nặng như ở một giải đấu châu Á. Nhưng cách U23 Việt Nam từng lên ngôi vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022 cũng thần kỳ không kém gì những Quang Hải và các đồng đội đã làm được. Đó là giải đấu diễn ra vào đầu năm ngoái trên đất Campuchia. Trong điều kiện bình thường, việc U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam đăng quang trước vô địch là điều hoàn toàn dễ hiểu khi chúng ta là nền bóng đá hàng đầu khu vực, đặc biệt ở cấp độ trẻ. Nhưng trong một hoàn cảnh ngặt nghèo, trước vô địch giải U23 Đông Nam Á của Dụng Quang Nho và các đồng đội đã trở nên phi thường. Ngày lên đường, U23 Việt Nam đem đến giải đấu 27 chiến binh với mục tiêu chinh phục giải U23 Đông Nam Á. Một ngày trước trận mở màn, chúng ta bắt đầu đón nhận tin dữ khi 4 cầu thủ đầu tiên dương tính với Covid-19. Điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của binh đoàn Rồng Vàng, bởi sau đó, U23 Việt Nam vẫn nhấn chìm U23 Singapore với 7 bàn không gỡ, trong đó Văn Tùng đóng góp một cú đúp trước khi nói lời chia tay với giải đấu vì Covid-19. Mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn khi các ca Covid-19 bắt đầu xuất hiện liên tục, đến mức mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải cử viện binh di chuyển bằng đường hàng không và đường bộ, đi xuyên ngày đêm để tới Phnom Penh nhằm giúp U23 Việt Nam có đủ quân số để thi đấu. Đã từng có thời điểm U23 Việt Nam chỉ có vài cầu thủ trên băng ghế dự bị, hay thậm chí thủ thành Trần Liêm Điều, viện binh của U23 Việt Nam phải thi đấu ở vị trí tiền đạo. Tất cả những khó khăn đó không thể cản bước được thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Chúng ta lần lượt vượt qua các đối thủ đầy khó khăn trước khi đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Để rồi sau này khi nhìn về chiến tích đó, người hâm mộ vẫn không khỏi ngả mũ tự hào về những gì các cầu thủ trẻ đã trải qua, đã vượt trên tất cả để đứng trên đỉnh của Đông Nam Á. Và giờ đây, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để bảo vệ chiếc vô địch đó ở giải U23 Đông Nam Á. Nằm trong kế hoạch tạo ra một sân chơi cho các cầu thủ trẻ thuộc lứa tuổi U23 có thêm cơ hội cọ sát, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức giải U23 trong khu vực diễn ra thường niên với điểm đến năm nay nằm ở Thái Lan. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á muốn Việt Nam là nơi đăng cai giải đấu năm nay, tuy nhiên VFF đã từ chối lời đề nghị này. Thái Lan được lựa chọn để tổ chức giải đấu với cơ sở vật chất và giàu kinh nghiệm đảm nhận những nhiệm vụ tương tự. Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 tháng 8 đến 26 tháng 8 với sự tham dự của tất cả các liên đoàn bóng đá trong khu vực ngoại trừ U23 Singapore. Nguyên nhân là bởi sau thất bại tại SEA Games, Liên đoàn bóng đá Singapore đã lập tức lập một hội đồng đánh giá về thành tích của đội U23 nước này. Theo chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore, đội U23 của họ sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào cho đến khi quá trình đánh giá được hoàn tất. Tức là ngoài giải U23 Đông Nam Á, U23 Singapore có thể bỏ lỡ cả ASEAN diễn ra vào cuối tháng 9. Với thành tích đồng hạng 3 ở giải đấu năm ngoái, U23 Timor-Leste được xếp hạng hạt giống số 1, tương đương với vị trí của đương kim vô địch U23 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Trong khi đó, U23 Indonesia vì rút lui ở giải đấu năm ngoái nên bị xếp hạng hạt giống số 3. Điều đó khiến đội bóng này trở thành một ẩn số và biến bất kỳ bảng đấu nào có sự xuất hiện của họ sẽ trở thành bảng tử thần. Thật may là U23 Indonesia đã không rơi vào bảng đấu sự xuất hiện của U23 Việt Nam. Chúng ta sẽ rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở với sự xuất hiện của U23 Philippines và U23 Lào. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng nằm ở một bảng đấu tương đối nhẹ nhàng. Họ chỉ phải gặp Campuchia, Brunei, Myanmar vòng bảng. Bảng A cũng là bảng duy nhất có sự xuất hiện của 4 đội bóng. Ở chiều ngược lại, bảng căng nhất chính là bảng có sự hiện diện của U23 Indonesia, U23 Malaysia và U23 Timor-Leste. Một đội đang là hạng 3 ở giải trước, một đội là đương kim vô địch môn bóng đá nam SEA Games. Chắc chắn đây sẽ là bảng đấu tiềm ẩn rất nhiều những bất ngờ. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 3 đội nhất bảng sẽ giành vé vào vòng bán kết cùng với một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo thông tin từ VFF, nhằm xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu quan trọng trong tương lai, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu lần này với thành phần chủ lực là các thủ thuộc lứa tuổi U20. Đây là một phần trong chiến lược của VFF cho tương lai bóng đá Việt Nam. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ có được cơ hội cọ sát và tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. U20 Việt Nam với nhiều cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng gây ấn tượng tại giải U20 châu Á 2023. Do đó mà VFF chủ trương sẽ xây dựng lứa cầu thủ này trở thành lực lượng nòng cốt cho tương lai của đội tuyển quốc gia cũng như U23. Về phía huấn luyện viên Philippe Troussier, nhà cầm quân người Pháp khẳng định 3 ưu tiên của ông trong năm nay bao gồm U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á, rồi đến đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2026. Đợt tập trung tháng 6 chính là điểm tựa để hướng tới cả hai mục tiêu kể trên. Huấn luyện viên người Pháp sẽ ưu tiên cho các mục tiêu kể trên và sẽ cho U20 Việt Nam đá ASEAN 2022 nhằm bảo toàn tính toàn vẹn cho các giải đấu quốc nội.
Ngoài giải đấu này, U20 Việt Nam cũng thay thế U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào đầu năm sau. Huấn luyện viên Trussier giải thích các giải đấu như ASEAN và U23 Đông Nam Á đều không thuộc FIFA Days nên rất khó để tuyển chọn đội hình. Năm nay, V-League đã hoãn ít nhất 2 lần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia. Tôi không muốn làm phiền các câu lạc bộ cũng như hệ thống giải đấu chuyên nghiệp nữa. Ngay cả đội U20 Việt Nam cũng chưa chắc có đầy đủ ngôi sao, bởi lẽ các câu lạc bộ cũng cần người cho mục tiêu riêng của họ. Vì vậy, tôi và VFF quyết định cử đội U20 tham dự ASEAN 19 và U23 Đông Nam Á 2024 thay cho U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung vào các giải đấu khác, bao gồm vòng loại U23 châu Á 2024 và vòng loại World Cup 2026. Đây là các giải trùng với FIFA Days. Tôi nghĩ các đội tuyển cũng cần nghĩ đến lợi ích của các câu lạc bộ, sao cho tất cả hài hòa. Không thể để các giải chuyên nghiệp trong nước ngắt quãng liên tục để phục vụ đội tuyển quốc gia. Tôi muốn xây dựng đội tuyển quốc gia dựa trên nền tảng là các câu lạc bộ. Khi các câu lạc bộ mạnh, giải vô địch quốc gia mạnh thì các đội tuyển quốc gia cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Vậy nên khả năng huấn luyện viên Trussier sẽ không mang những cái tên tốt nhất thuộc lứa U23 vào lúc này đến với giải đấu diễn ra tại Thái Lan. Những cái tên nổi bật thi đấu tại SEA Games 32 vừa rồi như tiền đạo Văn Tùng, tiền vệ Thái Sơn hay các hậu vệ như Tuấn Tài, Minh Trọng sẽ không tham dự. Những cầu thủ U20 từng được sử dụng tại SEA Games 32 vừa qua như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường đã ít nhiều để lại dấu ấn ở cả sân chơi quốc tế cũng như giải vô địch quốc gia. Họ sẽ là thế hệ kế cận của đội tuyển quốc gia hiện tại, nhưng để có thể tích lũy kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn, những cầu thủ này không chỉ cần được tạo cơ hội thi đấu V-League mà phải có nhiều hơn nữa những trận đấu quốc tế. Các cầu thủ thuộc lứa U20 có cơ hội tham dự đội hình U23 dự giải vô địch U23 Đông Nam Á trong tư cách đương kim vô địch sẽ là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Với đa phần đội bóng khác trong khu vực, họ cũng sẽ cử những gương mặt trẻ, sẽ là những cầu thủ phần nào có kinh nghiệm. Việt Nam đương nhiên vẫn sẽ được đánh giá là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên hãy cẩn trọng với U23 Thái Lan và đặc biệt là U23 Indonesia, khi mà mới đây chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá xứ sở Vạn Đảo, ông Eric Thohir đã tuyên bố về việc sẽ mang nhóm cầu thủ nòng cốt vô địch SEA Games tham dự giải với mục tiêu vô địch. Sau giải đấu này, cầu thủ U20 cũng sắm vai trò nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASEAN 19. Theo quy định, đó là giải đấu dành cho đội tuyển Olympic, tức là ngoài lực lượng U23, mỗi đội có thể lựa chọn thêm 3 cầu thủ nằm ngoài độ tuổi. Nhưng VFF chủ trương để U20 làm nòng cốt và không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở giải đấu tại Trung Quốc, cũng nằm trong chiến lược hướng đến vòng loại World Cup 2026. Đây cũng là nội dung đã được Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 3 khóa 9 thông qua. Huấn luyện viên Philippe Trussier cần có nhiều sự lựa chọn chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra còn phải hướng đến việc xây dựng một đội hình có chiều sâu và mang tính kế thừa cao. Điều này chỉ có thể có được khi ngay từ bây giờ chúng ta có sự chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai. U20 Việt Nam sẽ mang sứ mệnh lớn khi làm nòng cốt cho đội U23 Việt Nam tham dự các giải đấu lớn. Đây là lứa cầu thủ được đặt niềm tin, sẽ giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm những nhân sự tốt để thực hiện mục tiêu nâng tầm. Có đôi chút khó khăn cho huấn luyện viên Trussier trong đợt hội quân U23 sắp tới, khi VFF vẫn chưa tìm ra quân xanh cọ sát. Lẽ ra thầy trò Trussier sẽ tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 14 tháng 6 tới 18 tháng 6. Tuy nhiên do thời điểm này trùng với thời điểm sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì bảo dưỡng nên giải đấu sẽ không thể được tổ chức như kế hoạch ban đầu. Mặc dù cuộc chơi bị hoãn, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với đội tuyển quốc gia trong thời gian FIFA Days. Đây là điều cần thiết để huấn luyện viên Philippe Trussier cùng các cộng sự tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng. Bên cạnh đó, VFF cũng đang triển khai phương án tìm kiếm đối tượng thi đấu cọ sát thích hợp phục vụ công tác chuyên môn cho đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn tập trung này. Sau thời kỳ của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang có sự chuyển giao. Muốn nền bóng đá nước nhà ngày càng phát triển, bắt buộc mọi thứ phải được nâng tầm và để làm được điều đó, đầu tư về mặt con người vẫn luôn được ưu tiên. U23 Đông Nam Á là giải đấu quan trọng và sau khi đã có nguyên một kỳ SEA Games để làm quen, thầy trò huấn luyện viên Trussier được hy vọng sẽ làm nên chuyện.